cái dừa ra được cái lá nào, cái lá nó được bự bự bằng hai ngón tay nha. Cái này mới ngón tay là mình mốt rồi. Có một cây chanh nào mình nuôi mấy năm trời đó. Quá trời ngon luôn. Bà Lạc cũng thích wasabi, muối wasabi nữa đó. Thấy chưa? Mình đi ra ngoài mình lái xem đi nha. Bây giờ mình bắt đầu đi từ nhà mình tới cái chỗ đó nha. Nhưng mà nãy giờ nói chỗ đó nhưng mấy bạn chưa biết cái chỗ nào đúng không? Nổi tiếng nhất lobster, về lobster mà khi các bạn đi qua Boston á thì là chỉ có Maine thôi. Bây giờ mình lên trên Maine nhưng mà cái chỗ này là cái chỗ Cabot Island Clambeck. Thì từ nhà mình tới đó là 2 tiếng rưỡi. Chắc xa lắm, 2 tiếng rưỡi mà quay từ đây tới đó là hơi bị chua cay. Hết pin. Mình sẽ xếp lại, mình sẽ quay những cái lúc nào mà gần tới mà nó cảnh đẹp hay là gì thì mình cho các bạn coi thôi. Hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye. Đây, bây giờ mình tới cái chỗ mà mình cần tới đi rồi. Whitby Harbour for Public Landing, ngay chỗ này. Sau mình mua vé tới đây là mình tưởng nãy là mình nói là mình phải mua vé online đúng không? Mà tới đây mình mua vé tại cái cổng này luôn, ngay chỗ cái bảng đỏ đỏ đó. Đó. Rồi mình đi tàu ra thì khoảng 45 phút. Một ngày thì nó có 2 chuyến nha. Bắt đầu là chuyến 12 giờ rưỡi cho tới mình có thể chơi đó 4 giờ mình đi về, nhưng mà nó có thêm chuyến nữa là 1 giờ rưỡi. 4 giờ rưỡi là tất cả mọi người từ cái đảo là phải về đây, là người ta không có chuyến qua lại nữa. Còn nếu mà ai muốn ở lại đây thì cũng có hotel, trên mấy cái chỗ đó là cái chỗ hotel luôn, người ta mướn người ta ở lại luôn. Đó, cũng có cái chỗ restaurant luôn. Ở đây là khu du lịch. Có con lobster kia. Thì nãy mình trên đường tới đây, nãy mình không có kịp quay, có mấy cái chỗ mà ngừng lại ăn uống á, nó cũng có người ta catch mấy cái con lobster nữa. Cái này mở cửa từ June cho tới tháng 10, September là tháng 9 là đóng cửa. Người lớn lobster là 78 đồng 50 sen. Cái này nói chung là bảng giá để cho mình đi tới cái chỗ này chơi. Còn con nít á, là 28 đồng 75 sen cộng thêm 4 đồng 90 là cái gì mà 33 đồng 65 vậy? Thác hả? Cái 11 tuổi under là dưới 11 tuổi. Có hot dog meal. Còn menu thì có đồ ăn thì có New England fish chowder, có hai con lobster, có fish chowder, rồi clam hấp, con clam là cái con nghêu á, corn ăn được, cob, onion and potato, hành với lại khoai tây, rồi thêm cái dessert là blueberry cake, hot coffee là iced tea. Thật sự thì ở đây nếu mà ai mà ở vòng vòng mấy khu Boston thì cái chỗ này cũng giống như là khu Hampton, New Hampshire, mấy chỗ mà mình đi ăn lobster thường xuyên. Nhưng mà cái này nó đặc biệt hơn là mình được quyền đi ra đảo chơi. Người ta chở mình ra đảo rồi người ta cho mình được ăn nữa, mà chỉ có bao nhiêu tiền đó thôi. Mà đi ra đảo đi tàu là cũng có hết 40 mấy đồng rồi nha, 40 mấy 50 đồng rồi. Bây giờ là mình được ăn nữa.
thêm hai con lobster nữa, chặt sẵn sàng đi vòng vòng mình chơi luôn. Rồi nếu mà từ phương xa ở tiểu bang khác tới chơi hay từ nước khác tới chơi, mình có thể đi ghé mấy cái store này. Các em ghé mấy cái store này để mua mấy cái đồ quà lưu niệm. Hay vòng vòng nó bán đồ, nó cũng giống như cái chỗ mình đi câu mực á. Dạ, đa số đây là toàn bán đồ, mấy đồ lưu niệm thôi. Ice cream thì mình thấy hơi bị nhiều nha. Sau nãy gặp mấy người cũng chịu chơi lắm, lớn tuổi mà nhìn dễ thương lắm. Cũng đứng xếp hàng get like sau lưng mình á. Người ta nói từ ở tiểu bang khác Seattle tới, rồi người ta đi vòng vòng qua bên Washington, mà từ bên khúc Washington State á, chứ không phải DC nha. Người ta tới đây, người ta gọi cũng phone quá trời luôn mà không ai bắt phone. Rồi người ta tới đây, người ta mua vé thì mình mới cho họ ID là chồng của mình là khen cho cái chỗ bên đối diện á, ăn lobster, họ khoái lắm, họ nói trời kiếm cái gì kêu họ đi ý. Họ hỏi có biết cái chỗ nào ăn ngon không? Để mình lại get like nha, để hơi con gái mình đã đứng chờ có mình tội nghiệp luôn quá à. Sao cái gì chút lên tàu mình quay thêm. Quay ống luôn. Oh. Wow. Đây là I walk around one round and I see you almost here. Ngoài đây nó có bán mấy cái lobster roll, rồi bán mấy cái nè, có menu đằng kia kìa. Rồi mình có phải get like hay get like, bà là get like hay bà là get like. Thôi mình lên quay cái bảng đi.
sau nếu mà mình chỗ đó mình tới không được, mình tới chỗ này chơi cũng ok, cũng được, cũng ngồi đây cũng rất là đông đảo mọi người. Cái đó là chỗ đó là mình order chỗ đó thôi, chắc là mình tới đây mình lấy order đây. Hi. No, I just question. No, so if we order over there, so we just come here to pick up the food, right? Well, it depends on what you order. Oh, okay, yeah. I see. Just order steam cooker over here. The lobsters are inside if you want to see them. Yeah, can I? Whoa, nice. How are you? Good. Yeah. How does it work? We order over here and they cook over here? Yep. Over there, of course. No. They're like the oversized one, like a 4-pound. I'm not sure what we got. Something like him. Yeah. Oh. Nice. What is that, about 4 pounds? No. Three and a half? Okay, maybe a little over three. So how much for that? I didn't see that the fry put in the side. Oh, okay. I don't know how much the jumbos are. Oh, I see. So we come to island. Yeah. So he will tell us? Yeah. Oh, I see. Do you know how much for the bigger side today? The jumbo lobster? Yeah. Got a price on that? Yeah, they're $19.95 per pound cooked. Oh, per pound cooked. So it's a... Yeah, that 30 something, 40 something for one. Yeah, you might get $17.95 per pound. Yeah. Uh-huh. Yeah. They're all high this year. I know, everything high. Yeah. Nói vậy thôi chứ mình, tại vì mình tới chỗ nào lúc nào cũng vậy, tại chỗ lúc nào ăn cũng mắc hơn. Nhưng mình mua ở chợ sẽ rẻ hơn chút xíu. Đi con. Đây female nè. Hold on, let me look for which one bigger. One female? I want two. Oh no. Yeah, female. Oh, that's a nice one. Female. So you want those two? Yeah. No, con nãy cái khác, cái này là female nè. Yes, female, please. Female. Oh, okay. Yeah, female. Con thì nhỏ hơn, để lấy thêm con. Hold on, let me look for another one. More bigger. Yeah. Yeah, đúng rồi. You still want this one? Yeah, no, I don't want this one. You don't want that one? Yeah. These two. Just, I don't know. You don't know? Oh. So I should know how to look for là con trai hay con gái, là con female or male. I don't know how come it's a blue. À, chứ mình giỡn lên. Cho chứ. Oh. Đây nè. Bây giờ nó có mấy cái này dưới đây đúng không? Ở đây á, nó có mấy càng bự bự nè. Nếu mà cái con bự bự á, là nó sẽ, cái này nó sẽ to hơn. Còn nếu mà cái này nó nhỏ nhỏ là nó là con cái, là con cái, còn con đực á là chỗ này nó bự. Oh. Ông rung. Ông rung. Okay. 362 and 308. 307. Oh, nhanh vậy cô. cái cô này là tình cờ hồi nãy. Cô này là tình cờ hồi nãy gặp ở bên kia. Người đứng rồi. Dạ. Ông rung gì trời. Bắt lắc tờ mà sợ. Are you scared? You scared lobster? No. Oh. No. I feel you scared. No, that little. No, I don't. No. Okay.
Cái này là cái sauce này mình ăn nè. I'll call you here for those, okay? Okay, thank you, honey. Thank you. Thank you. So, after order, mình tới đây mình chờ đợi để mình lấy lobster. Còn mình chỉ có lobster, mấy cái đồ mà đồ steam, đồ nấu thì là chờ đợi đây. Còn đồ chính thì phải chờ ở đằng đó. Oh, that us. Oh, nice. Tưởng không bỏ vô nãy giờ chứ. I'm very hungry. The smell is so good. Mm. Is it 15 minutes? No. Oh, he 22 put, minutes. Whoa. Oh, 22 minutes. Oh, wow, he put time. For two? So if you steam one, so at the same time? Well, this is all up to full temperature, the whole pot. Okay. Yeah, right, if you cook in one, you cook it 22 minutes for a big one. Okay. The small ones cook in 10 minutes. I see, yeah. Yeah, good to know. Yeah, because sometimes I overcook, no good. Well, yeah, if you overcook them, they shrink up and up and up. Mm-hmm. But like we'll do with it. Are you all eating together? Yeah. Well, we'll wait until it's 10 minutes left, and then we'll put these in. Okay, 10 minutes. Then they all come out together. Okay. There you go. I'm sure you want that back. Lấy cái đó lại là chỗ này nó trả tiền lại, nhưng mà ở đó người ta lấy lại có một đồng, cho nên là chết cứ hết có một đồng, cho nên là ông mới đi luôn, cho nên là cái tiền đó là vô túi ông này, là giống như là cái tiền cho họ thôi. Cũng được, cũng good, nhưng mà lâu lâu mình đi chơi thì ok, mình xài tiền như vậy thì được, còn nếu mà ở Boston mình ăn kiểu này thì chắc mạc quá. Oh, get that a butter? Butter. Oh, yeah, butter. Oh, I see. And these are mushrooms. Oh, that's mushroom? That's a wild trumpet. Oh, I thought it's That's a hen. I mean, those are lobster mushrooms, and this is hen. Oh, I see. I thought it's from tangerine dry something, the skin outside. Tangerine, là cái vỏ quýt á. Cứ tưởng nó là cái vỏ quýt khô nãy giờ. So what you do for that? I'm gonna eat them. Oh, you eat them? I'm gonna, yeah. You eat like that, no cook? Oh no, I'll cook them. I'll make something out of it. Oh, I wanna taste. What is it? Nấm á cô. Oh. Nấm oyster, nấm hen gì đó. I don't know, but he just explained it. Nấm. Yeah, the hen of the woods is my favorite. That's like a big white, all feathery looking. So you only eat mushroom, no I'll seafood? I'll saute onions, garlic, those, and probably have lobster with it. I see. So you eat all of that? Yeah. I see. But that's the first time I see you have the mushroom color. I know. I never see it before. Yeah. Yeah. Hồi nãy giờ mình quên nói mấy bạn, nãy giờ thấy cả nhà mình thấy cái có mấy cái chuồng này không? Mấy cái chuồng này là cái chuồng để bắt lobster đó. Đó. Mấy chuồng đây luôn nè. À, mình coi hình như bên sau này cũng có nữa nè. Hey, that's good. Excuse me, this is you? Are you standing here? Con tưởng là cô chú mà còn Boston, con mời tới nhà con đãi. Không, cô chú cũng đã ghé ở Randolph rồi. Dạ, Randolph, người quen hả? Thứ bảy chủ nhật ra ở đó rồi. Hôm nay mới đi lên đây thì cũng dự định là đi lên chỗ cái Cabot. Cabot Island đó. Nhưng mà nó nói là con gái con. Dạ, con gái con, 14 tuổi. Con 40, dạ con 40 rồi. Dạ cảm ơn cô, dạ cảm ơn. Trời, con mình nở banh lỗ mũi lại, lấy cái đầu kẹp lại. Ở đầu kẹp không chưa đua. Bác, cô chú nói nghe, từ từ chút nói để con lấy cái đầu kẹp lắp tờ, kẹp lại.
Ê trời, coi con cảm ơn cô, may ghê cô trả tiền lắp tờ trước rồi, nếu không con trả tiền cho cô. Chắc có nghĩ con của cô chú chắc cũng bằng tụi con thôi. Hồi xưa con có bạn ở Washington State nhưng mà con mất liên lạc rồi, lâu rồi, lúc mà con còn bên Việt Nam á. Đúng rồi, bây giờ con không có khối lợi khúc đó, cho nên con không biết bùng binh, chứ lúc trước không có bùng binh. Hôm trước là có trường học. Đúng rồi, hè vậy hả? Chắc bây giờ nó chắc nó đập cái khu ra luôn hả? Cái nhà của con bị đập ra đó. Dạ. Lúc cho con chị nó đi thẳng ra cái đường lớn. Cái đường gì mà con nghe nói mà giờ đường dạ đúng rồi, đường Phạm Văn Đồng để mà ra đường lớn luôn, đi ra ngoài miền. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ đi Bình Chánh đâu cũng gần nữa. Dạ. Cho nên bây giờ kêu con về con không biết đường đi. Bởi vì nhà bạn bè rồi con không nhớ gì hết. Vậy là hồi trước là chú ở, sau này chú ở đó hay là ở đó lâu rồi? Chú ở lâu rồi, rồi giờ chú qua đây. Ồ, nhưng mà hồi trước đó là chú ở ngay khúc nào của đường Nguyên Hồng? Phải chịu khó đi. Oh wow. Đi từ Seattle cái rồi mua vé máy bay đáp xuống. Mỗi chỗ 2 ngày, 2 ngày, 2 ngày. Mỗi chỗ 2 ngày, 2 ngày. Nhưng mà có search trước là cái chỗ nào để vui đi ghé không? Có hả? À cô search hả? Mình đâu có đi. Ồ. Mình đâu có đi chỗ ngủ. Rồi mình mướn hotel trước. Cái mình đặt hotel trước, cái mình đi tới đó, cái mình ghé hotel mình ngủ, cái rồi tiếp tục đi nữa, cứ vậy đó mình. Ồ, vậy là mấy cái chỗ đi không có người quen ở lại nhà gia đình không? Không, không, không. Ở hotel không à. Đi nửa tiếng, quay nửa tháng. Chứ đi hết cái vòng này thì còn 2 triệu bang nữa chưa đi. Dạ. Dạ, ôi. Qua đi hết vòng vòng mà chỉ còn 2 triệu bang chưa đi. Wow. Cái bờ Tây này đó, bờ Đông này đó là chú này nè, đi từ bây giờ bữa nay là coi như đây nè. Rút luôn xuống tới với Florida, tới cái chỗ mà Key West. Key West. Ủa, vậy là bay hay là lái xe? Lái xe. Lái xe vui chứ bay không vui đâu. Rồi ở bờ Tây chú của chú này nè, cũng đi từ Vancouver đi thẳng luôn xuống San Diego luôn. Bây giờ đó là hai bên đi hết. Đi cái này mà quay với chú mà vui lắm. Đi mỗi chỗ mỗi quay đó. Đi tới đâu đâu tới đó. Thông chuyện về cho Vân. Mình đưa lên YouTube. Khi nào không có tiền thì nó chia cho. Tính kỹ. Đâu sao. Nhưng mà cô chắc có dịp là con phải đi vòng với con, đi qua bên cái tiểu bang của cô. Con cũng chưa đi đâu đó. Quá đẹp lắm. Vậy hả? Dạ hả cô? Con chưa đi. Vậy hả? Vậy khi nào con qua đó là con cứ gọi cô chú ra ha. Con phải kiếm cô chú. Dạ. Gần Vancouver, Canada. Để giáp ranh với Canada luôn. Mình phải cháu thâu đi quay phim cái tiểu bang đó cho mình đi chơi ít nhất là một tuần lễ. Dạ. Đẹp lắm, mình có thể đi qua Canada luôn, Vancouver, BC. Wow, nể cô chú dễ sợ ha. Đi cũng dạ, cũng xuyên đi đấy chứ bộ. Tại vì chú nửa tháng mà đi hết rồi. Cô biết không? Lớn tuổi thì thay rồi đi chơi. Cái vùng này chứ cô chú ở đây 46 năm hơn rồi. Dạ. Thành ra đi gần như hết nước Mỹ rồi. Ừ. Đi cái dòng này không là còn 2 tiểu bang nữa chưa đi. Wow, còn có 2 tiểu bang nữa thôi đó. Vậy là cô chú là bạn thân, rất là thân. Dăm dăm. Wow. Wow, rất good. Thank you. Dạ cô ready xong luôn rồi con. À cái này 3-4 bao gì á. Dạ của cô cũng xong luôn rồi con. À, mình lấy cái con steamer nữa mà phải không? Ờ dạ clam steamer. I think có cái đó. Mình lấy steamer với con gì nữa vậy? Steamer với con. À, còn cái steamer mà. Hả? Con chia chút xíu cho cô chú cái này bên kia coi. Ấy da, nước sốt thì mình chưa gì hết rồi mình đã thèm chảy nước miếng rồi nha. Cái này à, hai con này cộng thêm một cái này nữa với một cái hot dog là 160, tổng cộng gần 160 nha. Rồi cái này á, cái búa này với lại cái kẹp này.
cái búa với cái kẹp này là 6 đồng. Chút nhớ trả lại, ông ơi là bị tịch thu 6 đồng. Rồi, bây giờ mình thưởng thức nha. Bẻ nó ra. Cái bắp. Mày bẻ. Chờ mày chút nha. Quà nóng quá. Cũng không đến nỗi chắc lắm. Nè. Ồ già nóng quá. Look. Oh yeah, mình thiếu thiếu này ha. Thank you, thank you. You need one? Đây. Mình bẻ ra nha. Con này nó không có trứng trứng đỏ nhiều, nó trứng đỏ có xíu à. Này trứng xanh thấy không? Nhưng mà đại khái cũng to, mình cũng thích. Cho bà lại trước đi ha. Cho bà lại trước ăn, nó đói bụng rồi. Nè ăn đi, ăn trước đi. Cái thức sốt này con chấm không? Bơ. Bẻ ra đi con. Dạ. Chưa chín á. Cái này là chưa có chín lắm. Chưa chín lắm nha. Là 22 phút vẫn chưa đủ. Cái này phải đợi thêm miếng nữa. Nhưng mà cái này mình ăn được không sao. Lát tờ có thể ăn sống. Nhưng mà chắc ông xã mình ăn sống cũng được. Không có cái muỗng hả ta. Đây nè. Sao nó có cái muỗng ta. Nóng quá. Rửa tay đi. Oh, ở đâu ra vậy? Where is it? Why is it over here? Don't have it. Oh, vậy cái ông này ông làm thiếu cho mình lum á. Nên lại hỏi đây. Yeah. You know what I mean, right? Sao tiếng Anh của mình trình độ cao quá cho nên nói xíu không hiểu. Bây giờ đang chờ chị tới và chỉ thôi. Thì cái này nó chưa chín. Nhưng mà để đi chút cho người ta. Nó để vô cái lò nó, bây giờ nó bị tràn ra cái lò sao. Dạ bây giờ bỏ vô là tràn ra. I'm a big boss. Can we cook the head a little bit more? Because we want to end. I can cook. Yes. But I don't want this one to come out of the water. Yeah, we don't want to make your water dirty. Then I want to keep this one. You know what? Oh, he can put in cái lò sống á. I don't know how he does it. Well, I know that's completely cooked. Yes. But yes. Over here I want to cook because I love this one. I don't want to this one nó chảy trong nước không ngon. All right, let me take this in here and I can cook. You want this cooked some more? Yes, please. The roe. Yeah, uh-huh. And this one too. Yeah, egg to be orange. So you want us to remove the tail? I would. Okay. Lấy cái mâm đựng cái ống dở quá ha. Oh. You'd have to cook. Yeah, cái này được rồi, but the head thôi được thôi, để ăn luôn đi. You'd have to cook this to the point where this was so tough to completely turn that red. That's okay, but I can eat it. I don't want to cook it because I don't want it that the skull is away. This I can cook separately. Okay. But that, you'd ruin that tail if you cooked okay, it. Okay, this one too. Yep. Thank you. Oh. Yeah. See, these are way overcooked. Here. Ở đây xong rồi thì đây là nó ăn nè. Okay, thank you. Rồi cái con này là phải để thêm chút xíu minute nữa. Là cái này là vẫn còn cái phút ra sớm quá cho nên là không có chín, nhưng mà giờ đưa lại cho nó, nhưng mà mong rằng cái trứng nó vẫn còn cho mình nha. Mà thèm quá, đói bụng quá, mình ăn luôn. Trời, cái sốt của mình ngon ghê á. Dạ, còn chút xíu nè. Dạ.
có nó trộn lá chanh, muối tôm, wasabi. Lá chanh, muối tôm. Dạ, dạ. Ba món đó thôi ạ. À, nặng chanh nữa. Đáng lẽ là Quyên con mình ăn vô là mình được quay phim thoải mái luôn. Thì cái này không được rồi. Oh my god. This? Order đi. Nói nó được, mình lại nói nó nữa. Ừ. Cái thịt chắc ghê luôn à. Chưa bao giờ mà mình ăn được cái con lobster nó ngon như vậy. Rất là chắc luôn. Cái này là vừa chín tới nha, không có quá chín. Nhưng mà chỉ có cái đầu của nó phải bỏ chút xíu thêm thời gian nữa. Nhưng mà cái thịt của nó như là mình rất là thích. Ngon quá. Và cái trứng ăn hoài, ăn đã luôn. Mình không có muốn nó hết. Tại bây giờ mình muốn mua nữa đó, phải deadline rất là lâu. Tội nghiệp ghê á. Cái này là món này là món cái món của cameraman. À, ngon chưa? Thường có người lột cho mình ăn, hôm nay tự mình lột nè. Ngon quá. Mọi người ăn không? Ngon lắm. Ở chợ không ngon bằng. Quá ngon. Nếu mà bạn nào lên ăn nữa mà gần nhà mình á, nói mình hút tiếng mình đi nha, đây 2 tiếng rưỡi lận. Rất là xa. Mình muốn cái đem theo cây hả? Oh, thank you. Oh, yeah, thank you. That's pretty hard to cook those without overcooking the rest of it. Okay, thank you. Quá trời nè. Nhìn hai con vậy chứ chi như ăn, nhưng mà mình ăn nhiều nhất chắc mình ăn hai con á. Quá đã luôn. Mm.
mình mấy bao hả? Nãy quên rồi. Bao rưỡi à? Cỡ đó. Ăn một con miếng no rồi đó. Ngon. Khỏe quá. Nhưng mình không muốn no nha, mình muốn no để mình ăn món khác. Ngon quá. Thật sự ở nhà mình ăn mấy lần á không có ngon bằng, hay là có lẽ hôm nay mình đói hay là không biết mình ngon nữa. Mình ngon thiệt. Ăn này đi. À, chờ bụng nhưng ăn cái khác. Kỹ lúc đầu là sẽ thấy ha, thì mình chỉ làm có muối tôm thôi, muối tôm với chanh, mà có hai loại muối tôm nhiều muối với lại muối tôm mà còn hòa tôm không á, mình mix hai loại vô luôn. Còn nếu mà bỏ muối tôm kia vô xong mà bỏ thêm chút xíu muối cũng được. Còn nếu mà mình không có muối tôm mình bỏ vô chút xíu đường. Ngon á. Là hai con 150 rồi đó, có cá hot dog thêm extra thôi với mấy con phay mà thôi. That's ok. Nhớ mấy bạn để mình coi về Boston là mua compare giá với Boston mình bao nhiêu nha. Hai con này là 150. Number 12, your shakes are ready in the ice cream building. Number 12. Nhiều thịt ngon. Hồi nãy là mình plan nó là order 3 con, nhưng mà không biết sao thành 2 con nữa. Là mình tưởng là order, chồng mình kêu order thêm một cái combo nữa, thì combo nữa là sợ nó ăn không hết, cho nên Hy bỏ ra bớt 1 con. Chứ thật ra là mình trong đầu mình muốn 3 con. Nhưng mà 2 con cũng ok, tự nhiên cũng to đó, mình ăn cũng mau ngán. Người nào thích lobster thì ok, còn nhưng mà dân thì vẫn chỉ có ăn được có nhiêu đây là thấy no à. Chiều bụng ăn món khác. Con hơi cát. Đẹp. Name chocolate chip. Dạ dạ. Dạ bye. Take care. Dạ. Thank you. Dạ dạ take care. Gặp lại. Gặp lại. Ok. Rồi xong. Thôi mình xin chào tạm biệt mọi người nha. Hôm nay mình đi, bây giờ mình ăn cũng gần sắp xong rồi. Mấy cái này nó chờ video rất là lon. Thì bây giờ mình xin chào tạm biệt mọi người nha. Có gì thì next video mình sẽ kiếm cái gì tốt tốt hay hay mình quay cho mấy bạn mọi người coi. Bye.